Hello tất cả mọi người. Thực sự nói về cá nhân tôi thì đây là một chiếc xe quá hiện đại, đặc biệt, vô cùng giá trị, nhưng nó là giá trị của lúc mới các bác ạ. 3 tỷ trên 3 tỷ các bác mới lăn bánh được con này nhé. Nhưng các bác yên tâm, ngày hôm nay thì như một chiếc i10. Như cái xe thì phải nói là nó đẹp và hiện đại vô cùng luôn. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi khám phá xem thực sự nó có giá 3 tỷ thì nó sẽ được trang bị những gì. Đầu tiên thì các bác có thể thấy rằng những chi tiết vân gỗ xịn sò. Đây này, cái vân qua thời gian đấy. Nó đẹp như soi gương luôn các anh chị, đẹp như soi gương luôn. Đó, đó là cái đầu tiên mà chúng ta muốn nói. Và vấn đề thứ hai thì các anh chị có thể thấy rằng trên chiếc xe này thì được từng đường kim mũi chỉ nó đều tăm tắp, nói về sự hoàn thiện, độ chính xác của một chiếc xe thì nó đạt thương hiệu là hàng đầu thế giới nhé. Đấy. Và đây nó là da bò Mỹ. Da bò Mỹ các bạn. Và nguyên zin nguyên bản hết, mà nó còn tươi, nó không bị bạc màu, có dấu hiệu thời gian một chút nào như thế này. Và đây, tất cả này là do da bò Mỹ các bác ạ. Có tuổi thọ lên vài chục năm. Thì tôi cũng nói về cái da bò Mỹ này một chút. Đấy, thì tại sao người ta nói là da bò Mỹ? Thì đây là một loại bò của Mỹ và được nuôi tại Mỹ. Đó. Khi cứ đến năm con bò được 2 đến 3 tuổi thì cái lượng protein trong da bò nó tốt nhất, nhiều nhất, thì người ta thịt con bò và lấy cái da này thuộc để nó tăng cái độ mềm mại. Đấy, và cái độ bền của vấn đề da con bò này. Đấy, các bác có thể thấy nên là nó có tuổi thọ lên vài chục năm. Các bác đi dòng xe bình thường thì có thể chỉ thấy rằng nó cái gì ạ? Vài năm bộ ghế lát nhàu hết rồi, chi tiết gỗ của nó qua thời gian các bác nhìn này, đúng là tiền nào thì của ấy thôi. Nhựa này, cái loại nhựa này tôi không hiểu, nó người ta làm một loại nhựa gì mà nó không bao giờ bị chảy xước các bác nhé. Đây là minh chứng này, không bao giờ bị chảy xước. Và dàn âm thanh của nó thì phải nói là không có gì để nói chuyện, nó quá hay. Và tất cả bên lái và bên phụ thì đều được trang bị là 3 vị trí như ghế, và ghế toàn bộ là chỉnh điện ở trên bản tắp ni. Đây là một cái vấn đề rất là thông minh. Đấy, các chị có thể thấy nhé. Đó. Vậy thì bây giờ tôi có thể chỉnh cái đầu ghế. Chỉ nó là cái đầu ghế thôi. Đây. Đấy, các bác này. Cái này đằng sau là 2 màn hình và full cửa lock panorama toàn cảnh phía trước phía sau. Cái này cũng cần để nâng bằng nút điện này. Nâng lên này. Đấy. Được chưa? Không một tiếng động nào các bác ạ. Đây. Và hạ xuống. Đấy. Tuyệt vời chưa? Đó, và các bác hãy nhìn cái ghế của nó, da bò Mỹ thì nó bền mức độ như nào, bao nhiêu năm rồi nhưng nó cứ như mới rồi các bác ạ, không bao giờ bị ố mờ, chảy xước hoặc bị rách. Đấy, các bác có thể nhìn này. Đấy, đây là hai lý do: một là vật liệu xây dựng nên chiếc xe để nó tăng cái độ bền, hai là người dùng quá dữ. Dù sao chăng nữa thì đây là một chiếc xe rất đắt đỏ các bác ạ. Đấy, để được trang bị hài lòng tất cả các quý khách. Đấy, thì đây đều có số tổng đài để các bác gọi 24/24. Đấy, hãng sẽ phục vụ các bác, được chưa ạ? Và ở trong cái khu vực này thôi các bác thấy là trang bị nhiều đúng không ạ? Đấy, hạn chế tốc độ, ga tự động, cruise control, đèn xi nhan đều là auto, và vô lăng được chỉnh điện này. Êm ru và tất cả chức năng hoạt động bình thường như mới các bác nhé. Êm ru và có gậy số vô lăng này. Đấy. Vậy thì chúng ta hãy đi tiếp tục vào đây. Những chi tiết ở cửa gió điều hòa này nó cũng xịn sò cơ. Qua bao nhiêu năm này. Chi tiết gỗ này, da bò Mỹ này. Đấy, và từ cái nút đèn, phím đèn của nó, các bác nhìn, đúng là tiền nào của ấy đúng không ạ? Đấy. Và đây, cái vô lăng của nó thì ngoài ốp da bò thì nó được bọc gỗ, một loại gỗ rất là đặc biệt. À, chẳng hạn như người ta gọi là gỗ óc chó, là một cái loại gỗ vô cùng quý hiếm để trang bị lên những dòng xe hơi cao cấp. Thì đây nó cũng là một chiếc xe cao cấp, xe sang rồi các anh chị ạ. Thì nó dùng là số điện rồi, chứ nó không còn củ số. Nhiều bác đang băn khoăn là không biết củ số nó làm ở đâu. Thì đây chúng ta có thể thấy, đi vào chi tiết luôn nhé. Cái củ số nó, đây số thì nó nằm ở đây các bác ạ. Các bác chỉ gạt lên là lùi, gạt xuống là đi, và bấm B là dừng đỗ. Hay chưa? Và đây tất cả chi tiết của xe. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Ra lệnh giọng nói, nghe gọi điện thoại rảnh tay. Đặc biệt là trang bị một cái ổ đĩa CD 6 đĩa cực kỳ là hay, và điều hòa là 3 vùng độc lập. Đấy, các bác có thể thấy nhé. Mới không? Leng keng luôn, cả bên phụ bên kia. Các bác cũng thấy là nó trang bị
ba vị trí như ghế và ghế chỉnh điện ở trên đây. Đó, quá mới. Bác nào nhân duyên mua được con này thì đúng là quá yên tâm rồi. Và tất cả sản phẩm xe ba đam mê thì tuyển chọn cực kỳ là kỹ lưỡng về chất lượng. Bao cho bác là không đâm xô, không thủy kích ngập nước, máy số nguyên zin nguyên bản luôn. Và từ cái đèn cửa lóc của nó cũng cực kỳ là hiện đại và sang xịn như trên một chiếc máy bay các bác ạ. Gạt mưa là auto nhá. Gương chống chói chỉnh điện. Đó. Và đây, chúng ta đi tiếp theo tại sao mà đóng cánh cửa nó lại chắc chắn như vậy. Thì ngay từ cái bản nề của nó, các bác nhìn cho em. Nó to đùng đúc liền khối, nó là hợp kim titan các bác ạ. À, vỏ của nó là hợp kim titan chứ không phải tôn sắt thép bình thường. Nên nó có một cái độ bền và tuổi thọ cực kỳ cao và cái độ cứng thì miễn bàn khi xảy va chạm nó là số 1. Và để tăng cường cái độ cách âm chống ồn cho chiếc xe này thì nó tạo lên hai lần gioăng. Đây là một lần gioăng hơi này. Zin theo xe những cái gioăng của nó bền muôn thuở. Cái hai ở đây có một cái lẹp viền inox này. Sắc sảo, đẹp mê ly như mới luôn các bác ạ. Thì khi đóng cửa lại thì đây, đây nó đã chờ sẵn hai lớp gioăng, một lớp gioăng hơi và một lớp gioăng gọi là nhung nỉ, nó cực kỳ bền. Và từ cái phần nhựa của cánh cửa các bác nhìn đẹp không? Khi đóng cửa lại thì cái gì? Các bác thử nghe nhé. Đây này, và tôi xin phép là chia sẻ thêm. Tôi nói là tại sao mà các bác có thể thấy cái bậc bước lên bước xuống chúng ta thường cái dòng xe khác là cứ phải chống chầy. Như cái dòng này các bác nhìn này, không cần dán chống chầy dày dép bước lên thoải mái, không bị chảy xước. Thì các bác có thể thấy rằng đây là một cái vật liệu nhựa cực kỳ là cao cấp, nó mới chịu được những cái mức độ như vậy. Và từ cái thảm đấy, lị lên này của nó cũng xịn xò, từ cái đệm chân của nó cũng xịn xò các bác ạ. Đây này đấy, các bác nhìn không, nó cứ như mới. Nhiều bác thì bảo anh Phúc ấy tại sao mà nó mới đến như vậy đấy. Thì tôi chủ yếu là làm dòng xe châu Âu vì tôi hiểu được cái giá trị của nó các anh chị đấy. Nên tôi rất trân quý đấy. Khi các bác nào sở hữu những chiếc xe này thì phải đúng là tuyệt vời. Tuyệt vời là một là cái giá trị sản phẩm cao cấp, hai là cái độ an toàn cao, và ba là khi xe qua sử dụng ở mẫu xe như thế này thì nó là có một cái mức giá là rất rẻ. Với cá nhân tôi là nó mang tính chất cực kỳ rẻ mà nhưng lại vô cùng đẳng cấp hiện đại khi vận hành nó. Đấy. Còn một cái yếu tố là các bác có thể thấy rằng khi tôi đóng cửa nhé, nghe tiếng đóng cửa này, wow, khủng khiếp. Và cái thứ hai các bác có thể thấy cái tay nắm cửa thường các bác là cứ sử dụng cái gì ạ? Đó là ốp cờ đô để trang trí. Nhưng đây không bao giờ phải ốp cờ đô, nhưng nó vẫn mãi đẹp các bác ạ. Từ cái viền chân cánh cửa đây các bác nhìn cho em, nó cao cấp đây. Khi đóng cửa lại thì nó khít như thế này. Nói thật với các bác là con kiến không lọt qua thì tại sao cách âm trong ồn nó không tốt ạ? Kính thì cực kỳ dày. Đấy, và khi chúng ta đi về đằng sau thì có cái gì? Đấy, bên cạnh này thì nó là trang bị rèm che nắng như kéo cơm thôi. Và những cái mã kính zin này, zin hết các bạn ạ. Đây này, nhìn qua thời gian các bác nhìn tổng thành cho em, nó mới mức độ như này. Nó có đáng đồng tiền bát gạo không ạ? Quá đáng đúng không ạ? Bốn cánh cửa đều là auto. Đấy, mở cửa đều có đèn soi. Và tất cả cái vị trí ở chân đều có đèn soi. Đấy. Và có hai màn hình giải trí phía sau. Đấy, dành cho ông chủ và bà chủ. Và cửa sổ lóc panorama toàn cảnh. Đấy, các bác này, hai khoang đầy đủ nhé. Và trần là màu kem quá mới luôn. Đó, cảm biến cảnh báo va chạm bốn xung quanh xe. Và đằng sau này có cửa gió điều hòa. Nhưng nó có một vùng khác nữa để điều khiển cho đằng sau các bác nhé. Và bên cạnh này cũng có cửa gió điều hòa. Đấy, nó cho chúng ta một cái luồng không khí bao phủ toàn bộ xe. Nên ở tất cả cái vị trí nào cũng đều rất là mát. Đấy. Và cái ghế sau thì các bác nhìn giúp em đi. Xịn sò nhé. Đấy, xịn sò nhé. Nhưng các bác nhìn này, từ cái tựa đầu của nó này, chạy con này thì nó cực kỳ đầm. Đấy, máy hút khí tự nhiên thì chạy nó mát, máy nó bền, máy nó khỏe, nó không bị trễ. Đấy, ở đây thì nó có một cái đầu đĩa DVD để xem hai cái màn hình phía sau các anh chị ạ. Đấy, hay chưa? Đấy, nó trang bị tối tân. Và đằng sau đây nữa là có rèm điện nhé. Thì chúng ta rèm điện này chỉ bấm một nút thôi, nó sẽ tự lên xuống. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm trước và sau. Đấy, con này nó xuất sắc đấy. Và các bác có thể nhìn này, từ cái chi tiết nhỏ này, tại sao mà xe mà tôi làm rất là kỹ. Đấy, đều có móc treo đồ cho các bác này. Nghĩa là người ta đã tính toán đến mọi vấn đề để khách hàng phải hài lòng, móc hầu bao.
bỏ ra trên 3 tỷ đồng sở hữu nó. Vậy thì nó là một chiếc xe gì ạ? Vâng, vậy thì xin giới thiệu với anh chị, đây là một chiếc E300. Vâng, E300 xuất sắc, xe màu đen. Đấy. E thì có một cái thân hình nó rất là trường, nó rộng rãi vì nó xe hạng sang. Và phần đèn sau thì nó cũng không bị tù túng, nó kéo dài, nó rất là đẹp, trang bị toàn bộ là bóng full nét, khi đi buổi tối thì nó quá là ok các anh chị ạ. Vâng, quá là ok. Đây, các bác có thể ngắm nhanh luôn nhé. Vì cái phần nội thất thì tôi giới thiệu quá nhiều rồi nên nó mất thời gian của anh chị. Và có cảm biến cảnh báo va chạm 4 quanh xe, bồ đôi kép và rất nhiều cái thanh mạ chrome để trang trí bao bọc 4 quanh xe. Nhưng con này nó còn quá xuất sắc. Phải nói là con này nó mê ly từ cái đường gân luôn. Vâng, các bác có thể thấy sắc sảo từ đường chrome luôn. Nó quá mới luôn. Vâng, quá mới luôn. Thì bản E300 thì nó là bản cao cấp rồi. Đấy, nó thuộc bản AMG rồi. Đây, từ cái lị trong xe này các bác nhìn cho em này. Nó cao cấp cực kỳ, từ thành phản quang này, nguyên zin nguyên bản theo xe này. Cốp sau thì nó quá rộng rồi. Và cái này thì nó có một cái móc nhá, móc treo đồ, các bác kéo xuống, nhiều bác sử dụng xe thì không biết cái chức năng này đâu. Đấy. Hay chưa? Đấy, lốp dự phòng và kích đồ theo xe. Những cái túi cứu hộ, túi để đồ. Đấy, và đây. Tất cả mọi thứ nó còn rất là mới mà không bao giờ han được. Vì cái vỏ cổ xe này nó là hợp kim titan nên nó rất là bền. Đấy, rất là bền các anh chị nhá. Đóng nó chắc chắn. Đấy. Cái đèn sau quá đẹp luôn. Đấy. Đấy. Quá ok các bạn, xe đẹp xuất sắc. Đấy. Và tất cả tiêu chí xe và đam mê thì các bác có thể bao giờ chúng tôi quay phần gầm. Đấy, quay phần gầm. Đấy. Đây các bác có thể thấy này, và chi tiết này thì tôi quay kỹ cho các anh chị nhé. Vì xe và đam mê thường là khách hàng không cần đến đâu. Đấy, và tôi đã chuyển xe đến tận nơi nên là tôi quay rất là kỹ các chi tiết của xe các anh chị này. Đấy, tất cả chi tiết của xe là quay rất kỹ để anh chị không mất thời gian. Còn nhiều anh em làm xe thì vâng, nói thì cái gì cũng zin, cái gì cũng xịn, đến lúc các bác đến mở cái xe ra đóng cửa lại luôn. Vâng, không tin được là anh em báo nó không chuẩn, các bác mất thời gian. Nhiều bác từ miền Nam, miền Trung ra, vâng, rất là vất vả, rất gian nan để mong muốn mua một chiếc xe ưng ý. Đấy. Nhưng mà khi ra thì anh em báo nó không chuẩn nên là làm thì cứ loáng thoáng thôi. Nhiều bác thì là bảo anh Phúc nói nhiều quá. Vâng, vậy thì nói nhiều, nhưng mà báo cáo các bác là tôi nói có cơ sở chứ không nói nhiều đâu. Không nói nhiều đâu. Đấy. Vì nhiều anh chị không đến được thì tôi lại gửi xe. Khi các anh chị nhận xe mà ví dụ tôi không báo chuẩn thì các anh chị lại rất là khó khăn vào cái chuyện giao dịch. Nên là thôi, lời thật thì nó khó nghe các bác ạ. Nhưng mà thôi thì tôi cứ làm kỹ một tí. Đấy, kỹ một tí. Đấy, các bác nhé. Kỹ một tí. Để các bác khi nhận xe thì các bác bảo, ồ, anh Phúc phải nói là quá ok vì tả rất là chuẩn và quay rất kỹ. Khi quay và xem bên ngoài nó như nhau. Nên là cứ thế nó mà chốt thôi. Nên là chủ yếu là khách hàng phía Nam là chính, là tôi gửi xe và các bác nhận xe. Đó, thì các bác không mất thời gian, còn các bác cứ có quyền kiểm tra. Đấy, xe mà lỗi không đúng như cam kết thì tôi cho quay đầu. Mà khi xe chuẩn thì các bác ủng hộ tôi. Cái này là 2 chìa khóa theo xe. 2 chìa khóa theo xe các bác nhé. Dành âm thanh thì rất là hay. Miễn bàn cửa gió điều hòa rất đẹp. Và đây các bác có thể ngắm nhé. Con này phải nói là giữ được đẹp đấy. Nếu mà 2011 mà giữ được như thế này thì quá xuất sắc các anh chị. Thực sự là cá nhân tôi đánh giá đây là một chiếc xe xuất sắc. Đấy, xuất sắc. À, chúng ta không thể đòi hỏi như một chiếc xe mới, nhưng chúng ta có quyền đánh giá đây là một chiếc xe nếu đời 2011 hơn 15 tuổi thì nó quá xuất sắc chứ không phải là xuất sắc nữa rồi. Và chúng tôi đã kiểm tra rất là kỹ và lát nữa thì các bác đi xuống phần gầm để theo dõi chiếc xe nhé. Và theo dõi chiếc xe thì ở phần cái xe này thì nó dài xấp xỉ khoảng 5 mét thì đó, 4,9 mấy đấy các bác ạ, 4,9, 4,95. Đấy, vì nó là một chiếc xe sang nên nó rất là dài, rộng. Các bác đi rất là thoải mái. Về độ cách âm chống ồn thì nó là số 1. Độ an toàn của xe mẹt thì nó hàng đầu thế giới rồi. Có trang bị 4 phần đĩa hiệu suất cao, đèn tích hợp báo rẽ trên gương, cảm biến 4 xung quanh xe, có rửa đèn. Những cái chức năng rửa đèn tôi nghĩ là chẳng chả dùng đâu. Và đèn bi đấy, bi tinh cầu thủy tinh siêu sáng. Và nó là liếc theo góc lái các bác nhé. Cái đèn nó rất là thông minh và có dài đèn nét định vị ban ngày. Mà mặt ca răng của mẹt E là tôi rất thích này, nhìn nó rất sang các anh chị, rất sang. Và nhìn cái đầu xe mẹt thì bao giờ cũng cái capo của nó rất là dài,
cái mục đích của nó là một chiếc xe được đánh giá an toàn hàng đầu thế giới, nên nó tạo lên cái phần cabo dài để tạo lên cái khoảng cách an toàn giữa đầu xe và người ngồi lái. Nó cách xa nhau, khi xảy va chạm thì không bao giờ nó có thể tới cái vị trí người ngồi bên trong được, nên nó đảm bảo sự an toàn cho người ngồi trong xe, thì đó là tiêu chí của xe Mercedes. Ngoài cái sự đẳng sang trọng đẳng cấp thì về tâm linh thì xe Mercedes luôn luôn là mang lại cho chủ nhân những cái điều may mắn, và cái điều may mắn thiện này các bác ạ. Thì đó tại sao mà doanh nhân và nguyên thủ quốc gia họ thiếu cái tiền đâu để mua những dòng xe khác, nhưng kiểu gì người ta cũng đi xe Mercedes. Đó là một cái điều cực kỳ huyền bí mà nhiều anh chị chưa hiểu được hết cái giá trị của xe Mercedes mang lại. Đó là tâm linh và huyền bí. Ai đi xe Mercedes thì luôn luôn rất là may mắn. Nó được mệnh danh là ngôi sao ba cánh may mắn và thiện này các chị ạ. Đó, đi con bạc E này thì nó quá giá trị rồi. Và quá giá trị rồi. Ở trong mức 500 triệu đồng cho một siêu phẩm nguyên zin nguyên bản đẹp xuất sắc như thế này. Đấy. Xe chạy xem xe một 10 vạn km thì phải nói là không còn gì phải bàn cãi rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đi khoang động cơ và cuối cùng sẽ đi xuống phần gầm của chiếc xe. Xin thank you tất cả các bác luôn luôn ủng hộ. Nhớ thả tim, thả like và đăng ký để nhận được tất cả những sản phẩm mới nhất. Vậy thì xin mời các bác đi đến khoang động cơ, trái tim và linh hồn của chiếc xe các anh chị nhé. Và cuối cùng chúng ta hãy đi xuống phần gầm để thấy cái giá trị tuyệt vời của chiếc E300 này mang lại cho chúng ta. Và E300 thì nó được trang bị khối động cơ là 300 không khí tự nhiên V6, có nghĩa là 6 máy các anh chị ạ. Và đây, và tôi sẽ mở cái lắp này ra để chị có thể tham khảo rằng cỗ máy nó còn nguyên zin nguyên bản từng con ốc và ra máy cực kỳ là sáng. Đó, tuyệt vời luôn. Và các bác có thể lát nữa đi phần gầm thì mới thấy rằng con xe này đúng là nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nói vào cùng đời, đây, tất cả cam của nó là cam kép. Đây, là cam đôi đây, một cam này, hai cam này các bác này, đến cam của nó còn zin cơ mà. Đấy, chấm hết các bạn, tuyệt vời luôn. Có máy 300 thì giữa cái máy khí tự nhiên và máy turbo thì nó có cái khác nhau rất là nhiều. Đấy, chẳng hạn như là máy turbo thì nó có thể tiết kiệm hơn một chút, nhưng chạy nó trễ và nó không bền. Rồi sau này các bác phải bảo dưỡng turbo. Đấy, cái mục đích của họ là làm như thế là để trốn thuế thôi các bác ạ. Còn cá nhân tôi thì tôi cứ thích là hút khí tự nhiên, từ cái ụ giảm sóc của nó cực kỳ xịn sò, đúng là chỉ có trên xe mẹt thôi các bạn ạ. Đây, tất cả cái đầu nhựa này, đúng vật liệu cao cấp của nó quá tuyệt vời luôn. Các bạn có thể thấy này, đây ụ giảm sóc từ con ốc của nó rất xịn luôn, đó quá xịn luôn các bác ạ. Đó, con này thì chạy đường trường thì nó xem vào khoảng 7.5 đến 8 lít các anh chị nhé. Đấy. Còn khi chạy đường phố thì cái này nó khó nói lắm, vì đường phố này nó tùy thuộc vào cái độ tắc đường hoặc cái cung đường, và tôi chỉ nói cái mức độ đường trường thì các bác cứ cho nó khoảng 8 lít, thì cái này thì tùy chân chạy của các bác thôi. Đấy, như thế thì mức tiêu thụ nhiên liệu con động cơ 300 không khí tự nhiên, một con xe mẹ gần 2,2 tấn như thế là quá tiết kiệm rồi. Vâng, quá tiết kiệm rồi, và đặc biệt chạy con này thì nó quá sướng. Các bác nào mà yêu tốc độ, yêu những cái nước chân ga mạnh mẽ, và thì đây có thể là sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Yêu cái sự sang trọng đẳng cấp và cái độ rộng rãi cho chiếc xe thì đây là một chiếc xe mà cá nhân tôi đánh giá là rất đáng đi. Với giá tiền 500 triệu đồng thì có nghĩa là không còn một sự lựa chọn nào có thể tốt hơn, đúng không ạ? Thì cái này thì cũng tùy thuộc vào anh chị thôi. Và tôi thì cũng chỉ biết là mang những cái sản phẩm đủ tiêu chuẩn, đủ tiêu chí để giới thiệu cho các anh chị. Còn các bác nào cảm thấy phù hợp thì có thể đến số 175 Đường Định, thành phố Hải Dương. Đấy, hoặc gọi ngay cho khu video là 0935 32 3333 các anh chị nhé. Với cá nhân tôi thì nó quá tuyệt vời, còn với các bác thì không biết sự tuyệt vời nó đi đến đâu. Còn bây giờ nhiều anh chị thì cũng rất là đắn đo về cái việc là đồ đạc hoặc là bảo dưỡng bảo trì, thì tôi xin phép dành một phút chia sẻ là tất cả những dòng xe châu Âu ngày xưa thì nó rất là hiếm hoi, khi nhập khẩu về nước nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thì ngày đó tất cả linh kiện phải nhập nước ngoài về, nhưng bây giờ ở thị trường Việt Nam thì gần như showroom hoặc gara bên ngoài nào cũng có thể bảo dưỡng bảo trì và thay thế đồ đạc rất là rẻ mạt như xe thông thường thôi. Nên các bác hoàn toàn yên tâm để có cái cơ hội sở hữu một cái mẫu xe thương hiệu đầu bảng của Mercedes quá giá trị. Với một cái tầm giá như một chiếc i10 thì đây là có thể là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời các anh chị ạ. Và nó quá tuyệt vời. Vậy thì tuyệt vời hơn nữa thì các bác phải đi xuống phần gầm thì mới thấy được hết giá trị của nó. Xin mời các anh chị, và thank you tất cả mọi người. Xin mời các bác đi phần gầm đi ạ.
Vâng, các bác hãy chú ý cái phần gầm, khi không quay gầm thì nó sẽ có sự khác biệt như thế nào. Chẳng hạn từ phần gầm thì các bác nhìn được từ cái phần nhựa nhé. Cái này là rất dễ bị tổn thương, nếu xảy va chạm thì nó sẽ bị gãy vỡ này. Nó còn nguyên zin nguyên bản từ khe kẽ này thì các bác yên tâm hơn này. Cái thứ hai là những cái càng này, rằng càng đỡ máy này. Đấy, nó có bị gò lắn bẹp méo hay không, nó có bị va chạm hay không, ví dụ vậy. Hoặc chúng ta hiểu được cái giá trị những cái càng của xe mẹt thì nó cao cấp như này, cái đồ đắt tiền thì như này các bạn này. Đấy, thì nó là hợp kim. Đấy, hợp kim thì nó cứng và nó có tuổi thọ rất là cao, không bị han. Đấy, cái chất lượng xe thì cả thì còn ốc này, nhưng phải sơn này thì nó còn nguyên bản này, đây này. Đấy, càng này. Đấy. Hệ thống mẹt thì phải nói rất là cao cấp. Cái hai thứ thước lái này, từ tem này. Đấy, và máy này, zin hay không thì các bác nhìn từ con ốc này. Đấy. Nếu chúng ta không nhìn từ dưới như này thì chúng ta không phát hiện được. Chẳng hạn cái máy nó ngập nước nó phải bỏ này, cái máy nó nhớm dầu này, cái lốc máy nó va chạm nó bị nứt vỡ này. Hoặc cái da máy trắng sáng khô ráo hay không thì cái chất lượng máy này, con này từ đáy gắt te cũng zin hết này. Đấy. Con này thì nó quá chất lượng, như này thì các bác rất là yên tâm nhé. Càng này nó là kẽm. Đấy, kẽm nên không bị han. Nó toàn dùng vật liệu cao cấp thôi. Tại sao xe đắt tiền? Nó có lý do của nó các bác ạ. Và các bác có thể thấy cái gầm của nó cứ sáng choang thôi. Đó, bởi vì cái mô của nó là thép không dỉ nhé. Thép không dỉ nhé. Đấy. Và chẳng hạn như độ cách âm chống ồn nó tốt thì đây, đây là cái minh chứng này. Đó, cái nhiều cái lớp nỉ này. Lớp cách âm này. Có nghĩa nó tạo nên 3 lớp này. Đây này, lớp nỉ nữa này. Đấy, nó bó ở dưới cái phần gầm máy này. Đấy. Và đặc biệt là những cái hộp sàn của nó này, nó rất là cứng và không bao giờ bị han, vì đơn giản những vật liệu nó là dùng thép C55. Chứ bình thường nó là C45 thì nó vẫn han và rất là mềm. Đấy, những cụ phanh rất là to để tăng cái hiệu suất phanh này, ma sát này. Đấy, nó rất là tuyệt vời luôn. Con này thì nó quá tuyệt vời từ ốc này. Đấy, cái đầu nái này. Đấy, vô lăng xuống này, các bạn này, gì này. Con này thì nó quá chất rồi. Đấy, thực sự là con này đẹp đấy. Bô này các bác nhìn này, từng những vết hàn này. Đấy, thấy không? Còn mềm. Nhiều người không hiểu được cái giá trị của nó, như thế này thì nó không bao giờ hỏng được các bác ạ. Vật liệu cao cấp. Mẹt thì trang bị cầu sau là cầu đẩy thì lực đẩy bao giờ nó cũng khỏe hơn, nó khỏe hơn lực kéo. Đấy, nên tại sao cái mã lực của cái thằng mẹt ấy cùng công suất máy nhưng mã lực nó lớn hơn, những thanh rằng treo đằng sau là đa điểm nhưng toàn bộ cũng là hợp kim nhé. Nên nó tạo cho chúng ta rất là êm ái và chắc chắn. Đó, bô này các bác nhìn cho em này, những phần nhựa này. Đấy, cái nhựa này nó cũng là nhựa cao cấp và đây không bao giờ han được các bạn này. Nhìn này, xanh nhạt hết. Đấy. Và khi chúng ta đi đằng này thì chúng ta xem là cái đầu giá trị này nó zin như thế này này. Đấy, những cái răng này các bác để ý, cái răng này không bị cong, không bị gò lắn này thì chứng tỏ xe nó không bị va chạm này. Đây. Đấy, ví dụ như vậy. Vậy thì những chiếc xe thực sự chất lượng mới làm được như thế này thôi, còn thường là người ta không quay cho các bác như thế này đâu. Đấy, không quay để cho các bác như thế này đâu, vì người ta luôn luôn là bỏ cái phần gầm, vì cái yếu tố phần gầm và phần nó thể hiện lên tất cả cái giá trị và chất lượng của xe và nó rất là nhạy cảm. Vậy thì người ta không bao giờ quay gầm cho các bác là đều có những cái lý do riêng. Nếu các bác mua xe mà không xem như thế này thì cái rủi ro của các bác là 50-50 thôi. Có thể ai đỏ thì được cái xe tốt và ai không đỏ thì có cái xe tai nạn ngập nước hoặc máy ra hoặc là rất nhiều cái yếu tố đó. Đó là lý do mà xem 50 luôn luôn là khẳng định anh chị là chất lượng chiếc xe nó được lựa chọn và cái giá trị mang lại thì cái xe mẹ rất là tuyệt vời các bác nhé. Và cảm ơn các bác rất nhiều ạ.